tranh cãi quanh những gương mặt quốc dân tiêu biểu được thế giới biết đến nhiều nhất của Cbiz. Thứ nhất, Thành Long. Thành Long sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954, ông là ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Hồng Kông. Ngoài việc được biết đến là một diễn viên, ông còn giữ vai trò là một đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và chuyên đóng thế. Ông không chỉ vang danh trong làng điện ảnh thế giới, mà còn là một doanh nhân thành đạt và là ca sĩ với nhiều album. Ông cũng từng góp giọng trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè năm 2008. Thứ hai, Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981. Cô là một trong những đại hoa đán thuộc hàng Song Băng, ngang hàng với tứ đại hoa đán. Không chỉ nhận được rất nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim nổi tiếng, cô còn được mời làm ban giám khảo liên hoan phim Cannes lần thứ 70 năm 2017 và là thành viên trẻ nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học Điện ảnh. Thứ ba, Ngô Kinh. Ngô Kinh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1974. Anh là một võ sĩ, nam diễn viên và đạo diễn. Ngô Kinh nổi tiếng với dòng phim truyền hình và điện ảnh võ thuật của Hồng Kông. Từng bị chấn thương do tập luyện, song anh chưa bao giờ từ bỏ con đường võ thuật. Trong năm nay, anh trở lại màn ảnh rộng với thành công rực rỡ cùng movie Chiến Lăng 2. Doanh thu phòng vé đáng nể giúp Chiến Lăng 2 trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thứ tư, Quan Hiểu Đồng. Quan Hiểu Đồng sinh ngày 19 tháng 7 năm 1997, được mệnh danh là em gái quốc dân và là một trong tân tứ tiểu hoa đán 9X. Thành tích cao chót vót trong cuộc thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng như kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ giúp Quan Hiểu Đồng trở thành một trong những diễn viên thực lực và đầy tiềm năng trong tương lai. Bên cạnh đó, dù còn trẻ, cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng dành cho các nữ diễn viên. Thứ năm, Vương Gia. Vương Gia sinh ngày 12 tháng 2 năm 1992, là nam diễn viên, ca sĩ tốt nghiệp từ Học viện Hí kịch Giải phóng quân. Trong năm nay, Vương Gia vinh dự được trở thành một trong ngũ tứ ưu tú thanh niên, tham gia phim điện ảnh như Ảnh Tùy Tâm và hợp tác cùng Quan Hiểu Đồng trong phim truyền hình Điềm Mật Bạo Kích. Thứ 6, Lâm Diệu Khả. Lâm Diệu Khả sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Diệu Khả được biết tới với biệt danh là Thiên Thần Biết Cười hay Công Chúa Nhỏ. Lâm Diệu Khả chính là ca sĩ nhí hát vang bài ca Ca Sướng Tổ Quốc trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè năm 2008 khi quốc kỳ Trung Quốc được rước ra sân vận động Tổ Chim. Thứ 7, GF Boys. Được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2013, GF Boys là một trong những nhóm nhạc thiếu niên thành công nhất của đất nước tỷ dân. Với những thành tích âm nhạc đáng nể trong khi độ tuổi còn trẻ, độ quốc dân của GF Boys thật sự rất lớn. Sức ảnh hưởng của nhóm không chỉ trong nước mà còn vang danh khắp châu Á. Nhóm gồm 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ. Sự xuất hiện trong clip sẽ là vinh dự rất lớn dành cho những nghệ sĩ được chọn, bởi hình ảnh của họ trong video sẽ đại diện cho Trung Quốc quảng bá hình ảnh ra thế giới. Mỗi người chỉ có vỏn vẹn 1 đến 2 giây trong clip, song với sự xuất hiện này, các nghệ sĩ sẽ chứng tỏ được vị thế và sức ảnh hưởng của mình đối với xã hội.